cộng đồng mạng Thái Lan phản ứng cực sốc về Hoa hậu Việt Nam, khiến báo chí rầm rộ đưa tin liên tục. Nguyễn Thúc Thủy Tinh, Miss Grand Việt Nam! Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Tri Thức Việt. Ngày hôm nay chúng tôi quay trở lại với một video vô cùng đặc biệt liên quan đến một chủ đề rất nóng trong những ngày gần đây. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Miss Grand International. Kết quả này nhanh chóng khiến mạng xã hội cũng như các diễn đàn sắc đẹp bùng nổ. Đặc biệt chiến thắng của Thủy Tiên đang được chính nước chủ nhà Thái Lan cực kỳ quan tâm. Cộng đồng người hâm mộ xứ sở chùa vàng cũng bình luận cực rầm rộ về đại diện Việt Nam. Có rất nhiều những bình luận tích cực. Song bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng phải đón nhận rất nhiều những bình luận tiêu cực tại đây. Câu chuyện này cụ thể ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và cập nhật tin tức ngay trong video ngày hôm nay. Trước khi cuộc thi diễn ra, các chuyên trang sắc đẹp uy tín và Hoa hậu Thái Lan đều dự đoán Thủy Tiên có khả năng tiến sâu tại Miss Grand International 2021. Trang Thái Suggest International Poll nhận định Thủy Tiên sẽ ghi tên vào top 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2019 Coco Areha và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2020 Nam Chantaraparit cũng dự đoán đại diện Việt Nam có thể tiến đến top 5. Hầu hết mọi ý kiến đều cho rằng vị trí Hoa hậu cũng như Á hậu sẽ thuộc về những ứng viên khác chứ không phải là Thủy Tiên. Tuy nhiên, màn thể hiện nổi da gà của Thủy Tiên ở chung kết đã chứng minh cho tài năng sáng giá của cô trên đấu trường quốc tế. Suốt hơn 3 tiếng diễn ra đêm chung kết, người đẹp sinh năm 1998 luôn tràn đầy năng lượng, trình diễn xuất sắc và ứng xử thông minh. Theo dõi chương trình, nhiều hoa hậu, á hậu cũng như người hâm mộ đều thốt lên, thật không thể tin nổi trước sự thể hiện tự tin tuyệt vời của Thủy Tiên. Trong các vòng thi quan trọng như trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc và đêm bán kết, Thủy Tiên đều gây được ấn tượng với những phần thể hiện mãn nhãn. Cụ thể, sau màn đồng diễn đầy màu sắc, các thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu và giới thiệu về mình. Thủy Tiên thuộc nhóm thí sinh cuối cùng theo bảng chữ cái. Cô diện trang phục bó sát, khoe đường cong nóng bỏng. Giữa sân khấu, người đẹp sinh năm 1998 hô to Việt Nam trong sự cổ vũ của khán giả. Sau đó, top 20 tham gia trình diễn bikini. Các thí sinh diện thiết kế nhiều màu sắc, khoe sắc vóc gợi cảm. Thủy Tiên tự tin khoe kỹ năng catwalk cũng như thần thái cuốn hút trước ống kính. Nhờ quá trình tập luyện, đại diện Việt Nam sở hữu số đo 3 vòng 83-62-92. Tiếp tục chương trình, top 10 diện bộ váy sang trọng bước ra sân khấu để thuyết trình về chủ đề hòa bình. Nhờ khả năng tiếng Anh tốt nên đại diện Việt Nam tự tin bày tỏ quan điểm của mình. Thủy Tiên cho rằng cuộc sống hòa bình là điều cần thiết. Thủy Tiên cho biết việc lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc đã dạy cô biết tầm quan trọng của sự yêu thương. Cô mong mọi người hãy dùng tình yêu, sự đồng cảm để chấm dứt chiến tranh. Bên cạnh đó, trong phần thi ứng xử, Thủy Tiên đã bày tỏ lời cảm ơn của mình đến người phát minh ra vaccine AstraZeneca để cứu giúp nhân loại mà không màng lợi nhuận. Việc sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Thái trong suốt phần thi của mình đã khiến khán giả thực sự bất ngờ. Ngay sau khi Thủy Tiên đăng quang, rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là nước chủ nhà Thái Lan đã dành tặng cho cô. Hàng loạt trang tin lớn của Thái Lan như Sanuk cho đến Thái Ras đều đưa tin rầm rộ về Thủy Tiên cùng kết quả của đêm chung kết Miss Grand International 2021. Thậm chí, trang Sanuk còn dành hẳn một bài viết riêng để dẫn lại phần thi hùng biện bằng cả tiếng Thái và Anh của đại diện Việt Nam. Về phía công chúng, đông đảo khán giả xứ Chùa Vàng đều vô cùng ấn tượng với nhan sắc và thái độ tự tin của Thủy Tiên. Không ít netizen còn bất ngờ trước khả năng nói tiếng Thái của cô nàng và bình luận phấn khích. Nói được tiếng Thái là top 1 rồi. Hàng loạt tờ tin tức lớn nhỏ của Thái Lan đều đưa tin về giờ phút đăng quang của Thủy Tiên. Việt Nam chiến thắng vương miện Miss Grand International 2021, Thai Rush liên tiếp đưa tin thông báo. Nguyễn Thúc Thủy Tiên càn quét mọi bảng xếp hạng, chiến thắng ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021, Mờ Thái đưa tin. Tờ Sanuk đưa hẳn riêng một bài về phần thi hùng biện ấn tượng của Thủy Tiên, đặc biệt là phần nói về vaccine COVID-19. Fanpage 1,4 triệu người like của tờ tin tức Mono 29 News tiếp tục đưa tin về chiến thắng của đại diện Việt Nam. Nhanh chóng, nhiều netizen Thái đã vào bình luận khen ngợi nhan sắc của tân hoa hậu. Tuy nhiên, không lâu sau khi Thủy Tiên được xướng tên ngôi vị cao nhất, mạng xã hội râm ran tin đồn nàng hậu mua vương miện với giá 3,5 tỷ đồng. Ồn ào cũ liên quan tới chuyện tiền bạc, xe giấy vay nợ của Thủy Tiên cũng bị đào xới. Đặc biệt, chị gái Đặng Thu Thảo, người từng vướng ồn ào nợ nần dai dẳng với Thủy Tiên,
cũng liên tiếp có bài đăng lấp lửng tân Miss Grand International mùa giải. Thủy Tiên ngay sau cuộc thi cũng đã ngay lập tức bác bỏ tin đồn này. Cô cho biết nếu mình đã mua giải thì sẽ không cần phải chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, bỏ công bỏ sức ra để tập trung tập luyện hết sức mình như thế. Cô cho biết thêm, còn để nói về những ồn ào cũ bị đào lại, thật sự Tiên cũng đã có cho mình những suy nghĩ từ trước khi mang danh hiệu Miss Grand Việt Nam rồi. Tất cả những điều đó, Tiên đã có câu trả lời của riêng mình, Tiên đều đã tính trước và Tiên không sợ, Hoa hậu chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc. Bất chấp những tin đồn vô căn cứ và hoàn toàn vô lý về chuyện mùa giải, người đẹp những ngày qua vẫn nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng khắp nơi trên toàn thế giới. Lướt một vòng mạng xã hội, có thể thấy rằng khán giả trên khắp thế giới không khỏi cảm thán và kinh ngạc trước trí tuệ, sự tự tin và nhan sắc vóc dáng của Thủy Tiên trong đêm chung kết. Hàng loạt bài đăng, dòng cảm xúc được fan quốc tế đăng tải để chúc mừng hoa hậu đến từ Việt Nam đã có màn thể hiện vô cùng tuyệt vời. Thủy Tiên xuất hiện lung linh trên khắp các mặt báo của Tây Ban Nha, Ấn Độ cũng như rất nhiều các quốc gia khác. Truyền thông quốc tế hiện đang dần dần đưa tin người đẹp Việt Nam đăng quang Miss Grand. Tại phần bình luận của những bài báo này, cộng đồng quốc tế đã để lại những phản hồi hết sức tích cực về nhan sắc cũng như phần thể hiện hoàn toàn thuyết phục của người đẹp Việt Nam. Trên những tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, Thủy Tiên đã có những chia sẻ chính thức đầu tiên sau khi đăng quang. Cô nhắn nhủ với người hâm mộ, nếu bạn có ước mơ, hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Là người trực tiếp huấn luyện cho Thủy Tiên, siêu mẫu Minh Tú đã có những chia sẻ với truyền thông khi cô học trò giành vương miện Miss Grand International 2021. Minh Tú chúc mừng thành công của Tiên. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Tiên. Bên cạnh sự hỗ trợ của rất nhiều người, Minh Tú chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong bức tranh rực rỡ mà Thủy Tiên đã vẽ hoàn thành. Một lần nữa, chúc mừng Thủy Tiên. Bên cạnh đó, rất nhiều chuyên gia đã đưa ra rất nhiều lý do lý giải vì sao người đẹp Việt Nam đã làm nên lịch sử. Các ý kiến cho rằng ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, cô gái 23 tuổi đã tạo ấn tượng tốt với giám khảo và được đánh giá là một trong số ứng cử viên tiềm năng cho vương miện hoa hậu năm nay. Bên cạnh đó, ưu thế lớn nhất của Thủy Tiên là khả năng tập trung cao độ, dễ dàng hòa nhập với môi trường mới và khao khát chiến thắng. Đồng thời, cô cũng đã thể hiện được kỹ năng, sự tự tin, thông minh, khéo léo của mình một cách cực kỳ thuyết phục trong đêm chung kết. Và những gì mà Thủy Tiên đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng có được chiếc vương miện năm nay. Thông qua đây thì Chí Thức Việt cũng muốn gửi lời chúc mừng Thủy Tiên trước chiến thắng hoàn toàn ấn tượng của cô. Nhờ có cô mà sau 8 năm miệt mài cử đại diện tham gia sân chơi nhan sắc này, mà lần đầu tiên mang về cho Việt Nam chiếc vương miện. Vô cùng tự hào phải không các bạn? Đến đây thì Chí Thức Việt cũng xin phép được dừng video tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.